Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, hiện hơn 20 con sông ở miền Nam Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và ngập lụt với mực nước vượt quá mức báo động. Hình ảnh cho thấy vào ngày hôm qua, tại quận Tây An, thành phố Tây An, tỉnh Hồ Bắc, một người đàn ông kéo một chiếc bè và đi trên con đường ngập nước. Các phóng viên đã tìm hiểu từ cơ quan quốc phòng vào ngày hôm qua rằng do lượng mưa lớn gần đây, hơn 20 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông Trường Giang ở Giang Tây, sông Tiền Đường ở Chiết Giang và Liên Xui, một nhánh sông Tương Giang ở Hồ Nam đã chảy qua lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo. Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 11 giờ ngày hôm qua, đợt mưa lớn và lũ lụt kể từ 3 ngày trước đó đã khiến 27 người chết và 7 người mất tích tại 6 tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu, và 92.000 người đã được chuyển khẩn cấp và tái định cư. Và ngày hôm qua, Bộ Tài chính và Bộ Dân sự đã khẩn cấp phân bổ 120 triệu nhân dân tệ quỹ trợ cấp sinh hoạt do thiên tai trung ương cho các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam, chủ yếu được sử dụng để di dời khẩn cấp, hỗ trợ chuyển tiếp cuộc sống và khôi phục những ngôi nhà bị hư hỏng ở hai tỉnh. Để đối phó với đợt mưa lụt nghiêm trọng vừa qua ở miền Nam, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân chính đã liên tiếp triển khai một ứng phó cảnh báo sớm cứu trợ thiên tai và 3 ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa quốc gia, đồng thời cử 4 nhóm công tác ứng phó với thảm họa xuống khu vực bị thiên tai, hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai. Quỹ trợ cấp sinh hoạt sau thiên tai trị giá 33 triệu nhân dân tệ, 5.000 lều cứu trợ thảm họa đặc biệt và 40.000 mền đã được gửi đến các khu vực bị thiên tai ở Quý Châu và Hồ Nam. Bị ảnh hưởng bởi dòng nước thượng nguồn đổ về và dòng chảy của các phụ lưu và lượng mưa, hồ chứa Tam Hiệp có đỉnh lũ lớn nhất là 19.000 mét khối trên giây trong năm nay vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, mức tăng là 0,25 đến 0,8 mét. Đến 8 giờ ngày hôm qua, mực nước vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử và các trạm kiểm soát chính của hai hồ lên 2,78 đến 5,86 mét so với mực nước thấp nhất năm nay, nhưng mực nước vẫn ở mức thấp hơn 0,69 đến 3,32 mét so với cùng kỳ. Ngoài ra, một trận lở đất đã xảy ra ở huyện Phang, Xi'an, Hồ Bắc, chặn kênh sông Pingdu, một nhánh của sông tạo thành một thân đập dài 100 mét, rộng 70 mét và cao 35 mét. Với lượng nước tồn đọng khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu mét khối, Bộ Quốc phòng đã cử tổ công tác khẩn trương đến hiện trường sạt lở. Hiện tại, đập đã tràn bờ, gần 2.000 người gặp nguy hiểm ở hạ lưu đã được chuyển đi an toàn. Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp dựa trên tình hình thiên tai và nhu cầu do Hiệp hội Chữ thập đỏ của các tỉnh liên quan báo cáo và đã phân bổ tổng cộng 100.000 nhân dân tệ cho quỹ cứu trợ khẩn cấp, mền, chất khử trùng môi trường và nước uống đến các khu vực bị thiên tai ở Quý Châu, Hồ Nam và Hồ Bắc, thuốc sát trùng và các vật liệu khác, giá trị tích lũy của tiền và vật liệu gần 1,5 triệu nhân dân tệ. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, mưa to đến rất to đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh Hồ Nam, đồng thời kéo theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm chớp và dông lốc. Tổng cộng có 17 huyện và thành phố trong tỉnh có mưa rất lớn, 3 huyện và thành phố có mưa lớn. Cũng trong thời gian này, kết quả quan trắc lượng mưa của trạm tự động khu vực cho thấy có 242 thị trấn đạt tiêu chuẩn ngập lụt, trong đó có 54 thị trấn đạt tiêu chuẩn ngập lụt nghiêm trọng. Theo thống kê, trong 2 ngày qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã phát tổng cộng 37 tín hiệu cảnh báo mưa bão cho 106 quận nhắm vào Trương Gia Giới, Thường Đức, Bắc Nhạc Dương, Bắc Thiệu Dương, Lô Di, Tương Đàm, Hành Dương, Chu Châu và những nơi khác. Tín hiệu cảnh báo màu đỏ đã được gửi đi 13 lần và 25 quận và thông tin cảnh báo màu đỏ đã được gửi đi liên tục. Sáng ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đây là cảnh báo đỏ với mưa bão đầu tiên được đưa ra ở Giang Tây trong năm nay. Điều này được hiểu rằng Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 16 giờ 54 phút ngày hôm qua và tín hiệu cảnh báo mưa bão phát ra lúc 22 giờ 30 phút ngày hôm qua đã được đổi thành màu vàng. Lúc 6 giờ 40 phút ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Đến 9 giờ 15 phút, cảnh báo mưa bão được nâng lên mức cao nhất là màu đỏ. Mức tín hiệu cảnh báo tăng gấp 3 lần trong vòng 16 giờ là điều hiếm thấy trong lịch sử ngành khí tượng Giang Tây.
bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hai hồ chứa nhỏ ở thành phố Linxiang, tỉnh Hồ Nam đã gặp nguy hiểm. Vào hai ngày trước, lực lượng phòng vệ quốc gia đã khẩn trương cử hai nhóm chuyên gia đến hiện trường khẩn cấp hồ chứa cùng với nhóm công tác tổng hợp quốc phòng tại Hồ Nam để hỗ trợ hướng dẫn công tác cứu hộ. Hiện tình hình nguy hiểm của hồ cơ bản đã được kiểm soát, đồng thời bố trí cán bộ đặc nhiệm túc trực 24/24 giờ. Sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã cử một nhóm công tác đến Yunjiang, Jingzhen, Shangrao, Nanchang, Yinchun và những nơi khác để hỗ trợ và hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt. Hồ Bắc Tây An, Hoàng Thạch, Yangtze, Anzhou và các thành phố khác liên tục bị tấn công bởi mưa lớn, gây ra lốc xoáy trên núi, lở đất, ngập úng và các thảm họa khác. 11 quận và thành phố, 1,85 triệu người bị ảnh hưởng và tổng số 14.900 người chuyển đi trên toàn tỉnh. Vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã ban hành thông báo bắt đầu ứng phó khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt 4 cấp độ. Dự kiến sẽ có một đợt mưa lớn nữa ở tỉnh Hồ Bắc từ ngày mai đến 2 ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, nằm ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, thành phố Triệu Dương, nằm ở trong vùng chuyển tiếp giữa đồi Giang Nam và cao nguyên Vân Nam Quý Châu đã hứng chịu những trận mưa lớn trong vài ngày vừa qua. Một số tuyến đường cao tốc bị nước ngập làm hư hỏng nặng. Đến ngày hôm nay, thông qua việc sửa chữa kịp thời của Cục Đường bộ Cao tốc, tuyến đường đã được khôi phục và thông xe. Theo dữ liệu được cung cấp bởi Văn phòng Điều hành lũ lụt và Trụ sở Cứu trợ hạn hán Thiệu Dương, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, mưa lớn đã xảy ra ở Xinjiang, Longshui và các khu đô thị Sanning, Shandong, Hugang, Shaoyang và những nơi khác ở thành phố Thiệu Dương có mưa lớn cục bộ. Có 103 trạm có mưa bão và 36 trạm có mưa lớn trong hệ thống các trạm tự động của thành phố. Lượng mưa lớn nhất là tại trạm Yuyang ở huyện Suning với lượng mưa tối đa là 293,7mm trong 12 giờ. Vào lúc 8 giờ ngày hôm nay, mực nước thành phố Jishui, Shaoyang là 215,45m, cao hơn 1,45m so với mực nước cảnh báo là 214m và tốc độ dòng chảy là 2.200m khối một giây. Điều này được hiểu rằng lượng mưa lớn ở thành phố Thiệu Dương trong 3 ngày qua đã gây ra thiệt hại trên diện rộng cho Xinjiang, Dongku, Ugang, Xining, Sunning và các con đường ngoại ô khác. Trong số đó, quốc lộ quận Xinjiang G207, đường quận X031, X032, X026, đường quận Tân Ninh X078, đường quận Đông Khẩu X069, đường quận Suining X082 bị nước làm hư hỏng nghiêm trọng. Và cục đường cao tốc ngoại ô thống kê ra 5 hạng mục thiệt hại do nước làm hư hỏng. Một cây cầu đang trong tình trạng nguy hiểm. Tại thành phố Thiệu Dương, tổng cộng 1.725 mét khối nền đường trên các tuyến đường thông thường bị hư hỏng nặng, không thể lưu thông. 54.000 mét vuông mặt đường bị cuốn trôi, một cây cầu bị cuốn trôi, 10 cống bị tắc và 42.000 mét khối đất đá do sạt lở núi và đất xảy ra. Sau khi lũ lụt qua đi, các nhân viên bảo trì thuộc các cục đường cao tốc đã nhanh chóng đến hiện trường ngay khi có thể, đồng thời sử dụng xe nâng, máy xúc và các loại máy móc khác để tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Hiện các đoạn đường nói trên đã được thông xe trở lại. Theo ông Zhang Zhonghong, Phó Giám đốc Cục Bảo vệ Nguồn nước Thiệu Dương, theo thống kê sơ bộ, 101 thị trấn và làng mạc ở 7 quận, thành phố, huyện bao gồm Xinjiang, Longhui, Suning, Shaodong, Dongku, Ugang và Daxiang ở Shaoyang đã bị ảnh hưởng nặng nề do lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất đá nghiêm trọng. Dân số bị ảnh hưởng là 442.700 người, phải di rời khẩn cấp 23.800 người, sập 367 ngôi nhà, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 311.000 ha. Kể từ đầu tháng, tỉnh Chiết Giang cũng đã trải qua trận mưa điển hình nhất trong 23 năm qua và trạm thủy văn La Si, sông Tiền Đường đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1955. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán tỉnh đã phát động đợt ứng phó khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử về mùa lũ mặn của tỉnh này vào ngày hôm qua. Tin tức mới nhất mà phóng viên thu được từ Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Chiết Giang vào sáng ngày hôm nay cho thấy, do lượng mưa lớn, một số thảm họa địa chất như lốc xoáy núi và lở đất đã xảy ra ở Chuan, Kaiwa, Senju và các nơi khác. Và hơn 120.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn trên toàn tỉnh. 9 thành phố và 43 quận huyện thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Dân số bị ảnh hưởng là 2,09 triệu người, 2.470 ngôi nhà bị sập và 351 đường giao thông bị gián đoạn. Chưa có báo cáo tử vong nào được nhận.
Zhao Zhonghu, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang và Yu San, tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang lần lượt đến trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ án án của tỉnh để kết nối với các sở kiểm soát lũ lụt ở Lanxi, Suyu và những nơi khác có tình hình kiểm soát lũ lụt tương đối nghiêm trọng để tìm hiểu về tình hình mới nhất và sắp xếp kịp thời ứng phó với tình hình lũ trên lưu vực sông mà nhiều năm chưa từng thấy. Vào chiều ngày hôm qua, phóng viên đã cố gắng lái xe vào thị trấn Shanxi, thành phố Lanxi, nơi bị bao vây bởi lũ lụt và phát hiện ra rằng một số con đường dẫn vào thị trấn đã bị ngập. Tại làng Lutang, thị trấn Dayang, thành phố Yande ở hạ lưu sông Lanxi, một số lượng lớn người qua đường cũng bị vây chặt trên đường. Một số người qua đường lo lắng cố gắng lội về phía trước nhưng họ phải rút lui vì nước quá sâu. Cùng ngày tại thành phố Lanxi, năm hệ thống phòng thủ nông nghiệp tiêu chuẩn thấp bao gồm Kyeongjang, Yeji, Yongjang, Silongtu và Đi Tao đã bị ngập lụt. Zhao Junen, phó thị trưởng điều hành của thành phố Chuji, nói với các phóng viên rằng vào sáng và chiều ngày hôm qua, bốn hồ tiêu chuẩn thấp và trang trại tương tự như khu vực đất đá ở lưu vực hồ Taihu, bao gồm hồ Mo Cheng, hồ Giang Giao, Liang Phang Hồ và hồ Giang Ju nằm trong thành phố bờ kè bị sập và tất cả nhân viên đã được chuyển đi an toàn. Vào lúc 19 giờ 10 phút ngày hôm qua, trạm Lianxi, dòng chính của sông Tiền Đường đã hứng chịu mức lũ cao nhất kể từ năm 1955, đạt 35,4m. Cùng ngày, trạm thủy văn Chuji ở lưu vực sông Puyang đã đo được mức lũ cao nhất kể từ năm 1997. Yao Faiyuan, phó giám đốc văn phòng trụ sở chỉ huy cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Chiết Giang cho biết rằng đỉnh lũ xảy ra tại trạm Khung Ju, dòng chính của sông Tiền Đường vào lúc 6 giờ 30 phút ngày hôm qua với mực nước 65,11 m, vượt mực nước đảm bảo 1,42 m. Tốc độ dòng chảy tối đa đo được của trạm Chiyang ở khu vực Hàng Châu là 19.700 m khối trên giây. Đây là tốc độ dòng chảy đo được lớn nhất kể từ năm 1999. Lanxi và các vùng trung và thượng lưu khác của sông Tiền Đường đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ lớn. Tính đến 23 giờ ngày hôm qua, kè chính sông Puyang vẫn chưa bị sập, mực nước đang xuống chậm. Điều này được hiểu rằng để cắt các đỉnh lũ và đỉnh núi lởm chởm và giảm bớt áp lực kiểm soát lũ trên dòng chính Lanxi. Các hồ chứa lớn như sông Xi'an, thị xã Hồ Nam và sông Phen Chui đã đóng cửa xả lũ và ngừng phát điện. Kè ven sông và sông Puyang được canh gác nghiêm ngặt. Vào ngày hôm qua, Tổng cục Quốc phòng đã cử một nhóm công tác đến tuyến đầu của tỉnh Chiết Giang bị thiên tai trong đêm để hướng dẫn công tác chống lũ lụt và ứng cứu khẩn cấp. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.